Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 5. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn lịch sử và địa lý lớp 5 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Và bây giờ đến với môn lịch sử và địa lý lớp 5 của bộ sách Chân trời sáng tạo thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài số 2 Thiên nhiên Việt Nam. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Ở trong phần khởi động thì chúng ta sẽ chia sẻ nhận xét của em về thiên nhiên ở các hình 1 và 2. Quan sát ở trong sách giáo khoa cũng như quan sát trên màn hình. Chúng ta thấy hình thứ nhất sẽ là cảnh quan thiên nhiên ở Cao Bằng. Hình thứ hai thì đó là cánh đồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì chúng mình có nhận xét gì về thiên nhiên ở trong hai bức hình này? À, chúng ta có thể thấy là thiên nhiên của đất nước ta rất là gì? À đúng rồi, phong phú và đa dạng. À, vậy thì chúng mình sẽ tìm hiểu xem về đặc điểm thiên nhiên của Việt Nam như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về địa hình và khoáng sản. Ở hoạt động này thì chúng ta sẽ đọc thông tin và quan sát hình 3. Em hãy trình bày đặc điểm địa hình Việt Nam. Kể tên và xác định trên lược đồ một số khoáng sản chính của Việt Nam. À, vậy thì chúng ta có thể quan sát hình số 3 và trình bày về đặc điểm địa hình của Việt Nam. Quan sát lên địa hình và xem ở trong phần chú giải thì chúng ta có thể thấy đặc điểm địa hình của Việt Nam như sau. Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi, chiếm khoảng 3 phần 4 diện tích phần đất liền. Phần lớn các dãy núi có hướng Tây Bắc, Đông Nam và hướng vòng cung. Và đồng bằng chiếm khoảng 1 phần 4 diện tích phần đất liền. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có diện tích lớn, khá bằng phẳng. Các đồng bằng duyên hải miền Trung hẹp và bị chia cắt bởi các dãy núi nhỏ lan ra sát biển. Và chúng ta cũng có thể thấy một số khoáng sản có trữ lượng lớn ở Việt Nam như là than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên hay là sắt, thiết, apatit và bauxit. Ở đây thì chúng mình có thể quan sát hình số 3, đúng không? Thì dựa vào cái phần chú giải này chúng ta có thể biết được một số khoáng sản như hình vuông màu đen như thế này là than đá, hình tam giác màu đen như thế này chính là sắt và hình thoi như thế này chính là thiếc. Tương tự như vậy chúng ta cũng có thể quan sát lên lược đồ đó là bauxit, apatit, đúng không? Và chúng ta cũng thấy đây là những ký hiệu của dãy và đảo, quần đảo, cao nguyên, cánh cung, núi. Và chúng ta cũng thấy được một số sông hồ ở trên phần phần chú giải này. Dựa vào đây thì chúng ta có thể tìm được một số nơi có trữ lượng lớn khoáng sản, đúng không? Ở Việt Nam chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang đặc điểm thứ hai, đó là về khí hậu. Vậy thì chúng mình sẽ đọc thông tin và trình bày đặc điểm khí hậu của Việt Nam. Chúng ta sẽ đọc các thông tin ở trong sách giáo khoa và cho thầy biết về đặc điểm khí hậu của Việt Nam thì như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng chia sẻ cho các bạn nhé. Việt Nam thì có khí hậu gì? À đúng rồi, Việt Nam thì có khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa. Và nhiệt độ trung bình năm thì cao trên 20 độ C và tổng lượng mưa thì lớn, trung bình trên 1.500 mm trên một năm. Và Việt Nam chịu tác động của hai mùa gió chính là gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông. Và khí hậu Việt Nam thì có sự khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam. Chúng ta thấy điều này rất là rõ rệt, đúng không? Miền Bắc thì khá lạnh, miền Nam thì ít lạnh hơn. Và miền Bắc thì có hai mùa chính là mùa nóng và mùa lạnh. Miền Nam thì hầu như là có khí hậu là nóng nóng quanh năm với hai mùa là mùa khô và mùa mưa.
Chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần đặc điểm thứ ba về sông ngòi. Và ở hoạt động này chúng ta có thể quan sát hình số 4, đọc thông tin và quan sát hình số 3 và số 4. Em hãy trình bày một số đặc điểm của sông ngòi Việt Nam. Thì hình số 3 chúng ta sẽ chú ý vào phần chú giải để biết được những con sông như thế nào, chạy theo hướng như thế nào. Còn hình số 4 thì chúng ta thấy đây là sông Hậu, đoạn chạy qua thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Vậy thì chúng ta thấy đặc điểm của sông ngòi Việt Nam thì như thế nào? À đúng rồi, đặc điểm của sông ngòi Việt Nam thì chúng ta thấy Việt Nam có mạng lưới sông ngòi dày đặc, đúng không? Và sông ngòi thì chạy theo hai hướng chính, đó là Tây Bắc và Đông Nam, một số thì chạy theo hướng vòng cung. Và các con sông lớn thì có nhiều nước và phù sa. Và lưu lượng nước ở sông ngòi thì thay đổi theo mùa, tức là mùa mưa thì chúng ta thấy lưu lượng sông nước thì lớn, mùa hạ thì có nơi sẽ là gì? À xuống, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm thứ tư, về đặc điểm của đất ở Việt Nam. Ở hoạt động này thì chúng mình sẽ đọc thông tin và quan sát hình số 5. Em hãy trình bày một số đặc điểm của đất ở Việt Nam. Thì quan sát hình số 5 chúng ta thấy đây là đất Ferrari ở Lâm Đồng. Vậy thì chúng ta cũng đọc kênh chữ ở trong sách giáo khoa và cho thầy biết thì đặc điểm đất ở Việt Nam như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng chia sẻ cho các bạn nhé. À, đặc điểm đất ở Việt Nam thì đúng rồi, có hai cái nhóm đất chính, đó là đất phù sa và đất Ferrari. Ở đây thì chúng ta thấy đất Ferrari đó là phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi có màu đỏ vàng vàng đến nâu đỏ. Và đất phù sa thì phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng khá màu mỡ. Thì chúng ta thấy những con sông lớn thường bồi đắp phù sa và chúng ta thấy là chủ yếu ở các cái vùng đồng bằng thì có đất phù sa màu mỡ. Bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu về đặc điểm thứ năm, tìm hiểu về tài nguyên rừng ở Việt Nam. Ở hoạt động này chúng ta sẽ quan sát hình số 6. Ở đây chính là rừng kín thường xanh ở vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình và Hòa Bình Thanh Hóa. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng quan sát hình số 6 cũng như đọc cái thông tin ở trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ trình bày một số đặc điểm cơ bản của tài nguyên rừng ở Việt Nam. Sau khi đọc thông tin ở trong sách giáo khoa thì chúng ta hãy trình bày cái đặc điểm cơ bản. Đặc điểm cơ bản của tài nguyên rừng ở Việt Nam thì chúng ta thấy đó là A, chính xác. Chúng ta thấy là Việt Nam có nhiều kiểu rừng như là rừng kín thường xanh này, rồi rừng trên núi đá vôi này, đúng không? Rừng ngập mặn này, rừng tre nứa, vân vân. Rất là đa dạng về các loại rừng. Và rừng thì chiếm hơn 2 phần 5 diện tích phần đất liền. Năm 2021, đó là số liệu thống kê năm 2021. Và trong những năm gần đây thì diện tích rừng đã tăng lên đáng kể, chủ yếu là do trồng mới. Và rừng được phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi và ven biển. Ở đồng bằng thì diện tích rừng còn ít. Ở vùng đồng bằng thì chúng ta cũng thấy là ít 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 có diện tích rừng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những ảnh hưởng của thiên nhiên Việt Nam đến đời sống và sản xuất của con người như thế nào. Thì ở hoạt động này chúng ta sẽ đọc thông tin và quan sát lên hình số 7. Chúng ta sẽ nêu vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế cũng như là trình bày một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống. Thì chúng ta thấy những thiên nhiên của Việt Nam thì rất là đa dạng và phong phú. Vậy thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất và đời sống? À, ở đây thì chúng ta thấy vai trò của thiên nhiên đối với sản xuất kinh tế thì gì? Rất là quan trọng, đúng không? Đầu tiên thì chúng ta thấy vai trò của thiên nhiên đối với phát triển kinh tế, ví dụ như công nghiệp đó là gì? À đúng rồi, cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu như là khoáng sản, gỗ, hải sản. Về nông nghiệp thì chúng ta thấy
đó là cơ sở phát triển như là gì, trồng trọt đúng không, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Về giao thông thì chúng ta thấy thì địa hình sông ngòi rồi có biển nữa tạo điều kiện phát triển đa dạng các loại hình giao thông. Về du lịch thì chúng ta thấy có những cái hang động hay là thác nước rồi bãi biển, phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Như vậy thì chúng ta thấy thiên nhiên có vai trò rất là quan trọng đối với phát triển kinh tế như là công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và du lịch. Và một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống thì chúng ta cũng thấy ở Việt Nam chúng ta cũng có cái tác động rõ rệt từ thiên nhiên đúng không? Ví dụ như Việt Nam thì thường chịu ảnh hưởng của các thiên tai như là bão này, lũ lụt rồi hạn hán, sạt lở đất. Và một phần nữa là địa hình đồi núi thì nhiều đúng không? Chia cắt, chế độ nước sông thay đổi theo mùa cho nên là ảnh hưởng nhiều đến cái đời sống và sản xuất. Đó là một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống. Vậy thì bên cạnh đó chúng ta sẽ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và chống thiên tai như thế nào? Ở hoạt động này chúng ta sẽ đọc thông tin và quan sát các hình 8, 9, 10, 11. Em hãy nêu một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai. Thì chúng ta có thể đọc thông tin ở trong sách giáo khoa kết hợp với quan sát hình số 8 đó là trồng rừng ven biển ở Cà Mau. Hình số 9 đó là trồng dứa trên đất dốc ở Điện Biên. Hình số 10 đó là tàu thuyền neo đậu tránh bão năm 2021 ở Đà Nẵng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ về một số biện pháp bảo vệ cái tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai. Ở đây thì có một số biện pháp mà chúng ta có thể nêu ở đây. Đó là gì? Khai thác các cái tài nguyên khoáng sản hợp lý và khoa học đúng không? Đẩy mạnh cái tái chế là vừa đi khai thác rừng kết hợp với trồng rừng chẳng hạn, chúng ta sẽ đẩy mạnh cái tái chế. Đổi mới công nghệ khai thác, chế biến, đưa các cái công nghệ khoa học hiện đại vào để giảm thiểu cái môi trường đúng không? Và một số biện pháp phòng chống thiên tai ví dụ như là thực hiện luật phòng chống thiên tai này, trồng và bảo vệ rừng, tuyên truyền xây dựng các cái công trình kiên cố, di dân dự báo các cái thông tin thời tiết kịp thời. Đó là một số biện pháp mà chúng ta có thể nêu ra để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai. Đến với phần luyện tập thì chúng ta sẽ vẽ sơ đồ thể hiện đặc điểm của một trong những thành phần thiên nhiên ở Việt Nam. Thì chúng ta thấy chúng ta sẽ vẽ một cái sơ đồ ví dụ như về khí hậu Việt Nam. Thì ở khí hậu chúng ta thấy có đặc điểm thì phân hóa theo chiều Bắc Nam chẳng hạn này, phân hóa theo chiều Đông Tây là phân hóa theo độ cao, thì đó là một số đặc điểm của thiên nhiên. Dựa vào đây chúng ta có thể vẽ những cái sơ đồ về thiên nhiên, về đất, về tài nguyên khoáng sản, vân vân. Và tại sao tài nguyên thiên nhiên có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất thì chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi đúng không? Thì chúng ta thấy vai trò của thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất tức là gì? Tài nguyên thiên nhiên là nguồn lực quan trọng của quá trình sản xuất, đặc biệt trong việc phát triển các ngành công nghiệp, khai thác, chế biến và cung cấp nguyên nhiên liệu cho các ngành kinh tế khác. Tài nguyên thiên nhiên là cơ sở để tích lũy vốn và phát triển ổn định. Đó là một số lý do mà chúng ta thấy tài nguyên thiên nhiên có vai trò quan trọng đối với đời sống và sản xuất. Hoạt động vận dụng thì chúng mình sẽ lựa chọn cho một trong hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất sẽ là sưu tầm tranh ảnh về một loài tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, sau đó giới thiệu về vai trò của loài tài nguyên thiên nhiên đó. Nhiệm vụ thứ hai thì chúng ta sẽ vẽ một bức tranh nhằm tuyên truyền người nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Thì chúng ta sẽ chọn một trong cái hai cái nhiệm vụ này. Có thể chúng mình sẽ chọn cái nhiệm vụ thứ hai chẳng hạn, thì chúng ta sẽ vẽ một bức tranh nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai. Thì chúng ta sẽ vẽ một bức tranh cổ động mọi người tuyên truyền đó là tiết kiệm nguồn nước sạch để bảo vệ môi trường. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài số 2 môn lịch sử địa lý lớp 5 của cuốn sách Chân Trời Sáng Tạo. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.